Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Emin Việt Nam. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review về sản phẩm camera nhiệt độ của hãng Jovinanov của Pháp, model xe 1950. Sau đây mình cùng tìm hiểu bên trong hộp của thiết bị này bao gồm những gì nhé. Đầu tiên, hãng cung cấp bao gồm một hộp cứng, một máy chính, một tai nghe Bluetooth đi kèm. Một cáp kết nối máy tính, một USB và bộ đọc 2GB, catalog của máy, đĩa CD kết nối máy tính, tay vịn bọt và hiệu chuẩn của hãng và manual, các thứ tiếng của Pháp cũng như là các thứ tiếng khác. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu thông số kỹ thuật và cách sử dụng của thiết bị này nhé. Sau đây mình cùng tìm hiểu về các tính năng của model này. Thì hãng cung cấp bao gồm một bộ sạc và 4 pin sạc. Mình sẽ tiến hành lắp pin vào cho thiết bị này. Về thông số kỹ thuật thì model xe 1950 này có thể đo được từ dãy đo âm 20 độ C đến 250 độ C với độ chính xác là cộng trừ 2 độ C hoặc cộng trừ 2% của số đọc được trên màn hình. Về chiều nghiền tức thời thì camera nhiệt độ của Jovinanov đạt được là 4.4 M radian. Model xe 1950 có nắp bảo vệ cho camera phía trước. Thân máy bao gồm cò súng, các nút sử dụng cơ bản. Sau khi mở nguồn thiết bị, chúng ta có thể thấy các giá trị đọc ban đầu. Đầu tiên là ở dãy phía trên, chúng ta có các thông số về pin, về thẻ nhớ, về thời gian đang sử dụng. Ở đây tôi chưa xét lại thời gian và nhiệt độ hiện tại của máy. Ở đây mình đang chọn chế độ xem là theo điểm giữa màn hình. Thang phía dưới là thang giải đo auto của máy. Nếu chúng ta để thang auto thì giải này sẽ thay đổi liên tục. Và các thang ở dưới dành cho setup. Như chúng ta có thể thấy, nếu như phía dưới ở đây đang có một nguồn nhiệt độ cao hơn các nhiệt độ còn lại, thì khi chúng ta đưa tới đó, nhiệt độ sẽ tăng lên cao so với vùng còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các thông số cài đặt cơ bản của thiết bị này. Ở menu F1, trong menu F1 này chúng ta sẽ có 6 cài đặt cơ bản. Ở menu display, đầu tiên là chúng ta chọn cách đo. Có sáu cách hiển thị min max hoặc là hiển thị theo điểm giữa, hiển thị theo kiểu hình vuông, có vân vân, có 6 loại. Ở menu thứ hai, menu này dùng để cho lưu kết quả, thì chúng ta sẽ có thể chọn được vùng lưu dữ liệu. Ở menu thứ ba, chúng ta có thể đưa về cài đặt ban đầu của nhà sản xuất hoặc cài đặt theo yêu cầu của người sử dụng. Ở menu thứ tư, chúng ta có thể cài đặt các hệ số phát xạ và cách đo nhiệt độ, độ ẩm làm việc, hoặc có thể để nguyên theo như nhà sản xuất. Ở menu thứ 5, menu này có 3 menu chính. Ở menu Adjustment, chúng ta có 6 cài đặt. Chỉnh cách nút dùng để cò súng, dùng để làm gì. Ngôn ngữ, ngày giờ, nhiệt độ hiển thị theo đơn vị,
độ C hoặc độ F, độ sáng màn hình hoặc thời gian tự động tắt. Menu color, menu Bluetooth. Ở menu thứ 6, menu about, thì chúng ta có thể xem được tất cả các giá trị của model này mà hệ nhà sản xuất đưa ra. Như setup chúng ta đang chọn theo nhiệt độ điểm cao nhất và điểm thấp nhất, thì tôi sẽ thử chụp một ảnh nhiệt cho các bạn xem. Trên menu sẽ hiển thị được nhiệt độ điểm thấp nhất và nhiệt độ điểm cao nhất. Chúng ta có thể đổi qua dạng hình thông thường như bên dưới và có thể chọn nút Save để save kết quả đo lại. Mình đã kết thúc review về thiết bị đo CA1950 của Chopinadoc. Hy vọng các bạn có sự lựa chọn hợp lý cho mình. Nếu cần thêm thông tin về thiết bị, các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới. Rất vui được gặp lại các bạn ở lần review tiếp theo. Chào các bạn.